Hello các bạn, hiện tại thì mình đang có mặt ở đám cưới của tuyển thủ Đỗ Hùng Dũng. Mọi người có thấy ngày hôm nay rất nhiều anh em tuyển thủ quốc gia đến dự và chúc mừng hạnh phúc cho Đỗ Hùng Dũng. Bọn mình cũng đã có một cái video làm quà rồi và mọi người cùng bọn mình vào trong không khí nhé. Ngày hôm nay có rất nhiều hot boy. Mới đây thì Đỗ Hùng Dũng đã khiến tất cả phải ngã ngửa khi hé lộ những thông tin về trận chung kết quan trọng bậc nhất cuộc đời mỗi con người mang tên xây dựng gia đình Champions League. Cũng thông qua những hình ảnh này, Hùng Dũng cũng chính thức công bố người đã cặp tiền vệ trung tâm ăn ý nhất với bản thân anh từ giờ cho tới suốt cuộc đời. Đó chính là cô gái xinh như tiên nữ giáng trần với vẻ đẹp sắc nước nghiêng thành, chim sa cá lặn siêu quán đổ đình với cái tên khá độc đáo, Triệu Mộc Trinh. Thầy Chip tương truyền là người hiền lành, ít nói, thậm chí có phần nhút nhát ở tuyển Việt Nam, nhưng một khi đã nổ là nổ luôn bom tấn. Được biết, bạn gái của Dũng Chip, tức cầu thủ trẻ Mộc Trinh, sinh năm 1997, đang theo học năm cuối Đại học Văn hóa. Mộc Trinh đến từ Tuyên Quang, mảnh đất vốn nổi tiếng, sản sinh ra nhiều người có vẻ ngoài kiệt xuất. Đồng thời, Mộc Trinh là người dân tộc Tày. Nhắc đến đây, nhiều người ngay lập tức sẽ nhớ đến vị trí của tộc trưởng, người Tày khét tiếng, Độ Mi Sì. Được biết vào một ngày chẳng rõ là xuân hạ, thu đông, Triệu Mộc Trinh chạm mặt tiền vệ của Hà Nội FC, đó là Đỗ Hùng Dũng trong một trận đấu được cho là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Thì Dũng Chip với bản năng của một tiền vệ phòng ngự xuất sắc, anh đã phong tỏa và cướp mất trái tim của Mộc Trinh, để rồi tung ra cú sút xa quyết đoán mang tên định mệnh. Và siêu phẩm tình yêu của Hùng Dũng featuring Mộc Trinh đã được ghim lên bảng điện tử. Ở đội tuyển quốc gia, Hùng Dũng không chỉ là một tiền vệ trung tâm đơn thuần, mà còn là một con dao trong tay áo của huấn luyện viên Park Hang-seo. Bởi khi cần, anh có thể đóng vai trò làm chim mồi. Có lúc người ta thấy anh di chuyển rất rộng để giải phóng cho các đồng đội tấn công. Và có thời điểm người ta thấy Hùng Dũng áp sát vòng cấm của đối phương để sẵn sàng tung ra những cú bắn phá từ xa để tìm kiếm bàn thắng cho cả đội. Nhìn những bước di chuyển bền bỉ và không biết mệt mỏi ấy, chúng tôi vẫn gọi Hùng Dũng là DJ Chip của tuyến giữa đội tuyển Việt Nam. Và chúng tôi tin trong một vai trò mới là một người chồng ở một gia đình nhỏ thì DJ Chip vẫn sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Đó là chia lửa ở giữa cuộc đời với Mộc Trinh. Đó là bọc lót cho Mộc Trinh trong những tình huống cô này lên tham gia tấn công. Đồng thời cũng sẽ là trả bài đầy đủ không thiếu một phút nào, đảm bảo đầy đủ tiến trình, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Được biết Triệu Mộc Trinh là mối tình đầu tiên của Dũng Chip. Và nó càng đặc biệt hơn khi mối tình đầu trở thành bản hợp đồng chuyển nhượng bom tấn của cuộc đời tuyển thủ, mà theo ngôn ngữ thời thượng của cư dân mạng sẽ là đúng duyên, đúng phận, đúng người, đúng thời điểm. Càng hoàn hảo hơn khi những bức ảnh cưới này được bấm máy bởi phù thủy của những khoảnh khắc Ken Vi Phạm, nhiếp ảnh gia của những hình ảnh cảm xúc bậc nhất của nhiều cặp đôi tại Việt Nam với studio đầy phong thủy tọa lạc ở số 48 Nam Đồng. Và chúng tôi xin gửi lời chào đến toàn thể quý bạn và các vị. Chúng tôi chào từ Tuyên Quang, chúng tôi chào xuyên sang Hàng Đẫy. Chúng tôi chào từ Cầu Giấy đến tít tận Sân Vinh. Chúng tôi chào từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Stamford Bridge. Chúng tôi chào từ Madrid đến tận Manchester. Và chào từ nhà hát của những giấc mơ, chào đến sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Còn gì đẹp trên sân Mỹ Đình hơn ngôi vô địch? Hạnh phúc nào bằng hạnh phúc lứa đôi? Đúng là trăm năm hoa đua nở một ngày, không bằng Dũng Chip đắm say với nàng. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể các bạn nam thanh nữ tú, hôm nay năm Hợi tháng tốt ngày lành giờ hoàng đạo, trái bóng mang thương hiệu tình yêu của chú rể Hùng Dũng đã tìm đến đúng khung thành mang tên hạnh phúc của cô dâu Mộc Trinh. Khổ trước sướng sau thế mới giàu, bao nhiêu gian khổ tình đầu lên duyên, chúc cho từ phút đầu tiên cho đến mãi mãi vẫn nguyên tình nồng. Hôm nay nên vợ thành chồng, trăm năm hạnh phúc rượu hồng trao môi. Dũng ơi giờ có vợ rồi, tập xong thì nhớ về ngồi với Trinh, mâm cơm đầm ấm gia đình, cơm ngon canh ngọt chúng mình bên nhau. Đâu phải mùa xuân hoa mới nở mà hoa nở cả bốn mùa xuân hạ thu đông. Chẳng cần biết là triệu phú hay kẻ bần nông, cứ có mặt ở hội hôn là chúng tôi chào đón hết. Đã yêu nhau là yêu cả đường đi, yêu nhau yêu cả công ty cạnh nhà, yêu nhau yêu cả vườn cà mà yêu nhau yêu cả đàn gà nhà nhau. Chụp ảnh cưới nhớ đến 48 Nam Đồng, cứ đến đây gặp Ken Vi Phạm là cả vợ chồng đều ưng. Thưa quý vị, ăn cưới là phải ăn nhiều rau, nếu mà ăn ít thì đau dạ dày. Rượu cưới là phải uống chén đầy, nếu mà uống ít thì dạ dày lại đau. Mộc Trinh ơi, từ nay em không còn là khán giả, mà là người đá chính ở vị trí giữa sân. Đỗ Hùng Dũng sẽ kiến tạo ân cần để Mộc Trinh cho ra đời thật nhiều siêu phẩm. Thay lời cho bạn bè tuyển thủ gần xa và những người hâm mộ gần nhà, chúc cho cô dâu Mộc Trinh và chú rể Dũng Chip trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long và đầu lòng quý tử.
Thưa quý vị, niềm vui son sắt đợi chờ tháng 5 mong đợi bây giờ là đây. Cô dâu má đỏ hay hay, chú rể vô địch trên tay cú vàng. Trận đấu lịch sử hân hoan, hai bên gắn kết ngày càng yêu nhau. Mừng cho hạnh phúc lứa đôi, mừng cho hai bạn trọn đời thủy chung. Và thưa quý vị, mẹ cha cho bạc cho vàng thì không bằng lấy được anh chàng đá banh. Anh sẽ khắc tên em vào chiếc cúp, rồi nhẹ nhàng để trang trọng ở trái tim, để có thêm thứ sức mạnh niềm tin mỗi khi ra sân và quyết tâm chiến thắng. Em ơi, lấy chồng tuyển thủ là phải hy sinh nhiều lắm, gặp trên truyền hình còn nhiều hơn cả ở ngoài cơ. Nhưng hãy tin và hãy cứ đợi chờ, sau nhiệm vụ anh ấy sẽ về với gia đình nhỏ. Ở trên sân anh không ngại mọi đối thủ, vào cướp banh anh chẳng trượt phát nào. Nhưng khi đứng trước em chẳng biết làm sao, một lời nói với anh bỗng nhưng khó khăn đến thế. Chắc tại duyên mình đã chín muồi em nhỉ. Chẳng nói gì nhưng vẫn hiểu lòng nhau. Cứ yên tâm, anh sẽ thật cool ngầu khi trao em chiếc nhẫn của tình yêu và hạnh phúc. Và nếu các bạn đã sẵn sàng thì chúng tôi tạm ứng một tràng pháo tim. Đừng quên ấn nút chia sẻ để chúc cho tuyển thủ, DJ Chip và người vợ Mộc Trinh trong năm hạnh phúc mãi mãi bên nhau các bạn nhé. Còn bây giờ sẽ là khoảnh khắc phu thê giao bái và đi vào động phòng.